Chào mọi người, xin chào tất cả mọi người nha. Video này mình hướng dẫn tất cả mọi người tham gia chương trình này góp nhận để tham gia dán các link phần link mô tả mình bấm mở Telegram các nút start chat bot này các bạn. Khi tham gia iGroup này các bạn sẽ nhận được 0.25 một token GFAL, một token bằng 178 đô. Ở hết chưa? Chương trình iGroup này các bạn sẽ nhận được khoảng 9 mấy đô rồi bạn vô này drop các bạn. Hy vọng nó về các bạn. Rồi đầu tiên các bạn join kênh group nó nè. Tập cần này mình chưa biết lý sự nào nữa các bạn. Đấy mình vào mình chém chat của nó mình tìm hiểu. Khi nào nó về đi hoặc nó sẽ về mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn bán sao nha các bạn. Khoan các bạn chờ một chút các bạn. Thôi các bạn mới đáp lên đi các bạn. Rồi các bạn follow theo thì các bạn follow và retweet nè. Có những nguồn ai góp tự động nó về, có những nguồn ai góp mắc niềm phơm, có những nguồn ai góp nó không về luôn, có những nguồn ai góp nó bắt mình nạp địa chỉ này nọ đồ để nạp phí ga cho nó nữa. Có khi nạp phí ga nó không về nữa. Rồi các bạn theo dõi nghe tất cả các bạn. Thì mình chơi phi thì nên mình làm thôi các bạn. Rồi các bạn mình like nè. Các bạn thử quyết nha các bạn. Con này mình chưa biết list sàn nào ta. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Khoan để mình coi nó list sàn nào. Nó có cái link form của nó đây nè. Rồi các bạn mới đáp lời nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit detail nha các bạn. Để một chút xíu nữa mình làm xong cái video này mình qua cái link form nữa mình coi thử được chết thông tin các bạn. Rồi nó hỏi các bạn có join nhóm chat không thì các bạn vào kiểm tra nha tất cả các bạn. Để mình sơ sót nó không có trả tập cần rồi các bạn join rồi thì các bạn bấm don nha tất cả các bạn. Submit profile lên username rồi các bạn cũng mở cái trang trader của mình ra nha tất cả các bạn. Các bạn gửi cho nó đường link profile username của mình. Rồi các bạn chờ một xíu các bạn. Rồi các bạn nhấp vào hồ sơ nè. Rồi các bạn nhấp vào ba chữ gạch chia sẻ nè. Bấm vào sao chép nhảy khai như tạm nè. Nghe các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chờ lót dự án một chút xíu nha tất cả các bạn. Chờ bot phản hồi các bạn ơi. Con bot nó sẽ không phản hồi luôn quý. Rồi tiếp theo thì các bạn ghi diện địa chỉ mà ETH C10 diện chỉ chút wallet, máy xe wallet, into cần nha tất cả các bạn. Và MetaMask cũng được nữa. Những cái đó chạy trên 8 ngày C20 thường cho tất cả các bạn làm iDrop nha các bạn. Bạn nào chưa biết tới gì thì cứ để làm cái comment video mình gửi cho tất cả các bạn video hướng dẫn nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên nè. Bắt vào. Làm iDrop này lúc mình gửi thôi các bạn ơi. Rồi các bạn bấm Don nha các bạn. Phan các bạn vào kiểm tra cái nhóm group này các bạn có join chưa các bạn. Rồi join rồi các bạn gửi lại cái đường link tweet nữa các bạn. Nó hỏi các bạn có tweet không các bạn bấm yes chứ. Lộn các bạn. Rồi các bạn bấm vào sai tiết để coi có nhận tốc cần với tất cả các bạn. Get balance này tốc cần nó chưa cập nhật các bạn ơi. Nó cập nhật sao tất cả các bạn. Vậy video đến đây kết thúc các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.